Sau khi xử lý xong ổn thỏa cho mọi người ở Tiêu Sa, đến với tập 8, Tiêu Viêm đã bắt đầu hành trình quay trở lại Vân Lam Tông. Mục tiêu của Tiêu Viêm đó chính là lấy mạng của Vân Lăng, trong đó có sự giúp đỡ của Mỹ Đô Tòa Nữ Vương mọi người đều kinh ngạc ngay cả hải bà đồng cũng quay lại Vân làm tông từ viêm xoán le quay trở lại một số người trùng trộm các hắc bảo thanh niên trên khuôn mặt lạnh lùng cặp mắt sắc như gai nhọn nhất thời tiếng kinh hô cùng nhau ở bên trong vân làm tông liên tiếp vang lên trên không ngừng gã thanh niên này mấy ngày trước ẩm ý đến vân làm tông trả thù khiến cho mỗi một tiền đệ tử của vân làm tông đều nhớ cái tên này rất kỹ Ánh mắt của tiêu viêm âm u lạnh lẽo chậm chạp tại trong phía dưới khoác quảng trường của Vân Lam Tông đảo qua, cuối cùng dừng lại ở một chỗ trên đại diện. Nơi đó, một đạo bạch quang xem lớn vẻ giận dữ, chân dữ rồi bắn lên. Sau cùng huyền phù ở giữa bầu trời, tiếng gầm phẫn nổ vang vọng khắp không trung. Tiêu viêm người vô lễ như vậy quả nhiên là muốn chết phải không? Vân Lăng im miệng, tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng bỗng nhiên ở giữa không trung vang lên. Nghe tiếng quát này, các đệ tử của Vân Lam Tông ở bên dưới đều không hẹn mà cũng hơi hơi khom người lại. Ngay cả lão Vân Lăng cũng chỉ biến oán hận vứt tay, lui ra phía sau một bước. Lúc này thì Tiêu Viêm và Vân Trì đã gặp nhau. Vân Trì rất kinh ngạc vì không nghĩ rằng Tiêu Viêm chính là Dược Nham. Nghe hai người này nói chuyện, có phần mập mờ không đầu không đuôi. Cả đám người của Vân Lăng xung quanh cũng đã sừng sốt, ngơ ngác nhìn nhau. Lão Vân Sơn ở bên cạnh nhướng mày, hóa ra bọn họ đã quen nhau. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng không quan tâm đến Vân Trì. Thành sắc hỏa diễm giữa con người đen kìn phản xạ ra thành quầng giữa tận, giống như từ trong thành âm lầm bầm bào hàm sát khí, lại khiến cho mọi người ở đây vẻ mặt hơi biến sắc. Hướng về phía bạch sắc hỏa diễm dày đặc này, mọi người ở tại đây, đôi đồng tử đều đáng mãnh liệt co rút lại, đúng vậy, đó chính là dị hỏa. Tiêu viêm cuối cùng muốn đem Vân làm Tông hoàn toàn hủy diệt. Tại phía sau tiêu viêm, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương cũng là kinh ngạc, nhìn cử động ở phía trước. Bởi vì trước kia có thôn thiền máng linh hồn áp chế, lấy hắn đối với tiêu viêm cũng biết được một số tình huống, cũng là gần đây biết được một chút. Nhưng Phật nộ hỏa niên này, năng lại vỡ vặn có điểm không biết ở đây chỉ có Hải Ba đồng là biết sức mạnh của hai loại dị hòa kết hợp với nhau Vân Chi lúc này đã lao lên trên ngăn cản Tiêu Viêm, thế nhưng đã muốn, Tiêu Viêm đã dốc hết toàn lực, thanh bạch hỏa diễm ở giữa từng đạo ánh mắt kinh hãi, âm ầm nổ vàng. Do khắc này đây xấu như thiên lôi oanh kích vàng dội, tiếng vang vọng làn khắp phường viên của Vân Lam Tông vài trăm dặm, không trung ầm ầm vang lên tiếng thấm nổ. Giờ phút này đỉnh Vân Lam Sơn trong khoảng khắc xấu như biến thành một tòa núi lửa phun trào, thanh bạch hỏa diễm nóng chảy khuếch tán hỏa sóng lan tỏa ra theo một vòng cung. Chỉ một thoáng Vân Lam Sơn bắt đầu kịch liệt chấn động, tương đương nứt theo chấn động xuất hiện trên vách núi lan tràn mở ra, đất đá sụp đổ, cây cối đốt hủy, cảnh tượng nghiêm nhiên là tự nhiên tận thế hủy diệt. Mạnh liệt hỏa sóng lan tỏa ra thành hình ra một đóa hoa sen khổng lồ bao trùm toàn bộ Vân Lam Sơn, thậm chí phạm vi xung quanh trăm dặm đều có thể rõ ràng thấy được trong phạm vi chăm dặm quanh vân lam tông người người ngẩng đầu thân tinh xung động nhìn đóa hoa sen nở rộ trên đỉnh đầu của vân lam cho dù là khoảng cách rất xa vẫn làm cho mọi người cảm nhận được không khí sâu như đột nhiên nóng lên rất nhiều hoàn mỹ hình thái phật nộ hỏa liên lực lượng phá hoại cửa nhiên làm cho người ta phải kinh sợ ở trên bầu trời, cách đỉnh của Vân Lam Sơn vài chục thước, đám người hải bà đống thân hình thoáng hiện ra, vừa lúc nhìn thấy thật lớn hỏa diễm đang nở rộ trên bầu trời, cảm tự được hỏa sóng nóng chảy vẫn đang không ngừng khuếch tán, mấy người đều nhịn không được nổi cảm thấy miệng lưỡi khô san, cỗ lực lượng này thật sự là quá mức khủng bố. Thời gian chậm rãi trôi qua, hòa sóng bao phủ của Vân Lam Sơn số cuồng dần dần tiêu tán, hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Đó chính là một đống hỗn đốn, cũng đoán trước được điều này, nhưng Hải Bảo Đông vẫn nhìn không được cười khổ lắc đầu. Bụi mù tiêu tán, khắp quảng trường giống như vừa trải qua địa chấn, ngang dọc bốn phương tám hướng những khe sâu, đường nứt nan tràn đan xen vào nhau. Toàn diện, diện nguyên bản cao ngất cơ hồ là cũng sụp đổ hơn phân nửa. Tấm bia đá sừng sững ở trung tâm quảng trường kia cũng bị oanh tác Chứ còn lại không đến một nửa. Phần lớn kia đã bị lực lượng khủng bố của họa liên kia phá tan thành phấn mát. Ngoài quảng trường, một vài phòng ốc cũng đại sảnh xung quanh cũng trực tiếp biến thành một mảnh phế tích. Trên quảng trường không ngừng vang lên trên tiếng kêu của đám phân làm tông đệ tử đương nhiên thì lực lượng phá hoại hoàn mỹ của Phật nộ hỏa liên không phà chỉ vẹn vẹn phá hủy mấy cái phòng ốc mà thôi nguyên nhân làm cho hỏa liên không thể phá hủy xa được hết trọn vẹn lực lượng hủy diệt vốn là giữa không trung kia một cái lồng năng lượng khổng lồ có dạng như là hình một cái bát úp xuống đã ngăn cản phần lớn lực lượng phá hoại cự đại năng lượng cháo bà phủ ra trọn vẹn gia đình của vân lam sơn nhìn sư ba trên mặt lồng lưu truyền có lẽ cho dù đấu hoàng cường giả cũng khó có thể tạo ra được một chút lay động có điều khi mà hỏa liền bùng nổ dư ba năng lượng phát ra vẫn làm cho tất cả vân lam sơn nghiêng ngã còn về phía của Vân Lăng đã không còn hơi thở của sự sống, Vân Sơn lao ra cầm thi thể của Vân Lăng đưa cho đám đệ tử Thỉnh Cổ Hà xem có lưu lại được mạng sống của hắn hay không. Rồi lao vào tấn công Tiêu Viêm, nhưng ngay khi nguy cấp hai ba đông đã cứu nguy cho Tiêu Viêm thêm một lần, thế nhưng sức mạnh của Vân Sơn quá mạnh, chỉ một kỹ năng đã khiến cho Hải Ba Đông bị đẩy ra xa. Vào ngay lúc này, Sược Láo đã hoàn toàn thức tỉnh, tuy nhiên Sược Láo chỉ còn có 2 phần 10 sức mạnh, vậy nên họ chỉ có thể có nước tháo chạy. Cuối cùng, Tiêu Viêm cũng có thể chạy trốn, thế nhưng đã bị thương nghiêm trọng.